Xin chào mọi người đã quay trở lại với của mình nha. Ngày hôm nay mình ở trong nick của bạn Quỳnh để mua cái bộ trang phục tiên đề Maria. Maria. Đây, skin đẹp quá mọi người ơi. Vàng ròng luôn đó má. Và cái phụ kiện là chìa khóa, đồng hồ. Mặt gì thì không biết nha. Mặt hoàn 801. Đấy đủ ở mặt trăng mọi người. Khi nào mà có cái trang phục Hoan 801 thì lúc đấy hả? Collab Hoan 801 là lồng tiếng thành kinh khủng. Đúng không? Đấy, cho mọi người xem cái showroom này. Quá đẹp. Xuất sắc. Đấy. Ê, giống con Hermit quá vậy? Có những cái vị tinh tú nè. Đây. Cái này khéo ở trong ngực của Vu Trang skin COA nó mang ra nó làm trò đùa gì đó. Đây phụ kiện luôn. Đâu rồi? Đây. Rồi. Nói chung thì bây giờ mình sẽ vô gameplay luôn nha mọi người. Trong cái trò chơi này thì có một cái sự rất là đặc biệt của cô gái mù và nhiếp ảnh gia. Đó chính là khi mà các bạn vào game á, thì các bạn mới thấy là skin mua để cho người ta ngắm. Đúng không? Còn Joseph là khi nào mà chụp ảnh mà kiểu mày muốn vô đây sao? Trời ơi. Bay với ai không bay đi bay với cô gái mù. Mà cái quả đấy mà cô gái mù mà bị jump scare trúng á, là mình nói thật mọi người luôn là nghỉ cai nha. Tàn đời đó. Ok, nó ra nó đuổi bạn bé gái rồi. Skin này có 3 vị tinh tú đây. Đó. Skin có những cái bộ trang sức dành cho cô gái mù rất là nhiều nha. Giàu mà. Giàu phải sang Dubai sống. Trời ơi, sang Dubai mọi người ơi. Đó, hiệu ứng phụ kiện quá sang, quá xịn, quá mịn, quá đẹp. Một cái phụ kiện A mà hiệu ứng đập cái gậy xuống cái tưởng mưa sao băng. Trời ơi, ước dùm. Ước cho mấy bạn 2K7 năm sau thi đậu đại học đúng nguyện vọng mình thích nha. Mặc dù còn một năm nữa. Trời ơi, hôm qua em thấy cái đề thi vẽ của cái trường, trường gì? Sao mà sợ nó jump scare. Mọi người thông cảm nhé. Em sửa máy mà em đi hơi nhiều. Tại vì em sợ nó bay vô á. Hôm qua mình xem được cái đề vẽ của cái trường gì mỹ thuật ấy. Má ơi, nó cho một cái hình. Xong bắt đầu á, trong đó có một cái hình vuông hay là hình bình hành gì đó. Cái gì nó vô đây rồi. À, chú em lần này đi ăn. Nè, phụ kiện A nè. Đẹp quá mà. Ui giời. Đẹp dã man luôn ý. Tôi là khen chê là tôi nói hết luôn nha. Còn cái nào mà xấu xấu là lúc đó nói sau. Trời ơi. Anh ơi, anh tha cho em lần này đi anh. Bà mà không canh cái ba lét thì bà không phải Hoan 801. Ủa. Cái hàng 18 cm. Vậy mà hồn không hiểu luôn á. Nó lại bung cái nách lên rồi. Anh nào vàng đâu ra nữa đây. Ám ảnh mấy anh đào vàng. Ủa, Gu Trang này có phải Gu Trang không? Hay là Gu Sục? Trời ơi, giờ là không còn Gu Trang nữa nha. Trời ơi, nghĩ sao cái đề vẽ má cho cái hình bình hành có hai cái hình tròn, cái hình vuông chỏng. Kêu... cái gì? Kêu là trang trí cái xe buýt. Mình kiểu... Ủa là sao?
tự nhiên cho cái hình lên bảo trang trí xe buýt. Sợ xỉu. Mà cái đề nó vẽ 5 tiếng nha má. Mình cũng không hiểu là trong 5 tiếng đó sẽ vẽ cái gì lên cái hình đó luôn á. Bởi cho nên là nhiều bạn hỏi là trong stream của mình, mấy bạn có hỏi là cái ngành vẽ sao anh. Trời ơi, mình không có chuyên môn á, nên là mình cũng không có đánh giá được á. Nhưng mà tôi thấy ngành vẽ khó. Khó sự. Trời ơi, ngu trang đó hả? Nhìn vậy thôi chứ khó. Ngày xưa mình cũng hay gọi là, giống như mọi người nói hay bây giờ gọi là đi trade hay trade. Kiểu giống vậy đó. Nhìn của người khác xong vẽ lại y chang rồi nộp đó. Ngày xưa mình có cái năng khiếu đó ghê. Giáo viên hay giữ lại mấy cái bài của mấy anh chị khóa trước, xong bắt đầu là đến cái tiết đó là sẽ show lên, khoe lên. Xong rồi tụi mình sẽ kiểu giống như là nhớ, xong bắt đầu vẽ y chang lại. Mà thường thì vẽ lại điểm sẽ không cao, mình phải tự sáng tạo cơ. Ủa? Friendly hả? Là sao nữa đây? Không hiểu. Đuổi quá trời. Xong cuối cùng friendly. Friendly là cái gì vậy trời? Thôi friendly thì thôi. Giờ bà ngồi bà nói chuyện vậy. Rồi bà cũng đâu biết là nó friendly đâu. Nó đuổi quá trời. Nó friendly mà đôi mắt nó đỏ như chai chin su vậy đó. Sao lúc đầu không nói vậy đi? Làm chạy quá trời. Chỉ có người giàu mới được thả tim thôi, hiểu không? Thôi nói chung thì chơi với bạn vui trang vậy được rồi. Cảm ơn bạn đã cho mình cái cơ hội để được đẹp, đúng không? Để được đẹp, để được thoải mái trong cái gameplay, đỡ bị áp lực. Thôi bye bye bạn nha. Chắc là mình cũng sẽ đi vô đây làm clip khác. Thôi đâu mà ngồi đấy mà thát tèm. Mọi người đừng chuyển kênh nha. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nha. Người ta bảo là sang Dubai á, lên ra bên đó là làm ăn xin á, giàu hơn làm công ở nhà nước nữa. Trời ơi. Nhưng mà nói thì dễ lắm, nhưng mà xin sang bên đó được không mới là vấn đề, đúng không? Phải có căn mới là ăn xin được nha mọi người, chứ không phải tự nhiên cầm cái chén ở đó ngồi là người ta cho tiền đâu. Không có đâu má. Mình phải có căn nữa, có duyên nữa. Ra ăn xin mà cái mặt một đống, ai mà cho? Ăn xin mà cái mặt chào quạo của ai cho, đúng không? Trời ơi, phải có căn nữa nha mọi người. Bởi cho nên là đâu có phải là muốn ăn xin là dễ đâu. Chẳng hạn mọi người làm việc gì chăng nữa đi, phải có căn mới làm được. Ví dụ chiên quả trứng đi, có người chiên ngon, có người chiên dở. Những cái bạn mà chiên ngon nữa nhưng có căn nấu ngon đó. Còn như mình đây, đổ cái dầu vô cho nó sôi đặt eo xèo 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 lên, xong xịt tương ớt vô, ăn no cái bụng là được. Đó, coi nhạt nhẽo không? Ôi. Đừng có lôi sang màu được không? Trời ơi, đang nói chuyện rất là vớ vẩn ý. Người ta mà tỉ mỉ á, người ta sẽ bỏ thêm hành lá, hành củ gì đó, người ta phi lên đúng không? Người ta cho dầu ăn được mắm. Còn em là không nha má. Đuổi luôn rồi nè. Ui. Gì đây? Trời ơi, nó xả tượng giống như xả từ thiện vậy đó má. Mọi người sẽ chuyển sang đi chậm, sang đi nhanh để tăng tốc độ nhảy ván, nhảy địa hình nha. Úi dồi. Kiểu cái basement ở đây. Em ca cho vui vẻ thôi, chứ lát nữa là em phải ca ra xa cái hầm dùm nha. Trời ơi, lát nó xuống hầm là tiền, à cái gì gọi là cái gì, người ta gọi là cái gì ác ác ấy nhở. Anh ơi, tha cho em. Hồi cái nhánh chín dùm. Cái tượng. Ủa, mình không phải 75 máu rồi hả? Cái hầm ở đây.
Ê ok, hồi cái persona cửa sổ rồi. Ê, má ơi, nó nhảy cái đít vàng ngọc của nó lâu. Ôi, nó đuổi, nó bỏ. Mừng. Như người ta chiên trứng á. Ôi, thổi kèn nữa. Thôi thì chị thích thì em chiều. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, tượng quá trời. Ok, cảm ơn bạn tâm lý nha. Ôi, tên của bà tạp kỹ nghe thế mà chảy nước miếng. Dữ bại. Trời ơi, má ơi. Nói vui thôi nha mọi người, đừng có kêu vui thiệt nha, vui thiệt là xỉu nha. Trời ơi, clip giải trí vui vui nghe vui thôi nha mọi người. Trời ơi, mọi người mà vui thiệt là em xỉu á. Vừa vừa thôi. Bự quá là xỉu. Rồi ok, lên. Ủa chưa lên hả? Trời ơi, nó xả tượng kìa má ơi. Tha cho em lần này đi anh. Ok, cảm ơn bạn bự nha. Trời ơi, bạn bứ dại. Sợ quá đi thôi. Két. 70. Không chống cự nổi nữa rồi. Ôi giời, cái nick của em hôm qua em đi tea time đó. Em tea time with my friend đó. Xong cái em AFK mấy trận rank hunter. Nó trừ em 20 điểm nhân cách. Giờ là em phải đi with mart để em kiếm điểm cho đủ em đi rank. Bạn nào mà xem cái file hồ sơ của em mà thấy điểm rank thấp, mọi người cũng đừng có bảo em chơi dở. Trời ơi, đi danh mà toàn AFK với cả Friendly Hunter cho nó xong mẹ nó chuyện để mình T-Tom đó. T-Tom with my friend. Oh. Tàn đời Khánh Ly. Em là Khánh Phương nè. Từ từ nha, để mình coi nó có đi không, để mình cứu. Trời ơi, AFK có 2 trận mà trừ 20 điểm má. Thế là đâu có đi được rank đâu. Trừ tàn canh luôn á má ơi. Mà em đi Hunter nha. Em AFK cho Survival thắng. Mà nó đành lòng nó trừ 20 điểm. Một người AFK, 4 người vui. Mà đành lòng. Khổ. Em đã làm gì sai? Trả lời liền. Ủa rồi tạo cái cổng ra là không đi luôn đi. Còn ở còn đứng cam cái ghế này là sao ta? Nó về, khốn nạn. Thôi bye bye bạn Khánh Ly nha, Khánh Phương đi đây. Khánh Phương với cái bài hát chiếc khăn gió ấm. Trời, cái bài chiếc khăn gió ấm đó là ngày xưa hit hot một thời á má ơi. Bạn nào sinh năm khoảng 2000 mấy đó. Hot một thời, trả lại chiếc khăn gió ấm. Rồi bạn bự đi đi bạn bự ơi. Ok. Rồi mình sẽ làm thêm trận đấu nữa nha mọi người. Mọi người đừng chuyển kênh nha. Cô gái mù mà không làm 3 trận clip thì hơi uổng. Mà nãy giờ nói cho vui đi chứ mọi người nghe xong mọi người bỏ ngoài tai nha. Trời ơi, chứ mọi người nghe nó sâu xa quá rồi đó. Nó sai cái gì rồi đó. Bắt đầu phốt phủng lên là tàn đời em nha. Nghe vui thôi. Nghe để mà giải trí thôi. Nghe mà để bắt lỗi là lóc liền nha. Thường clip em là em không có một cái giờ ơi, bà Hương sục bà mắm chua mắm thúi đó mọi người thấy không. Mọi người chơi Hương Sư bởi cúc nói là có canh đó. Trời ơi, canh mà xịt hay không ai khen, mà xịt dơ xịt chua xịt thúi cái là nguyên một cộng đồng. Bốn đứa cũng đủ làm một cộng đồng community đó. Nó ghi you some bad words. Nó chửi đó, trời ơi. Đó thấy không, chủ tế lên tiếng rồi kìa.
Dừa. Chủ tế lên tiếng, nghe chưa? Mà công nhận chơi game này xong á thì mình mới hiểu cái bài hát của bà Taylor "You're on your own" là gì đó, cậu tự lo liệu đấy đó. Vừa rồi cái đề thi đại học năm nay cũng có cái từ rotting đó. Đấy, mọi người xem clip em, mọi người cũng biết cái từ rotten nó cũng là ươn thối. Thì cái từ rotting ở trong đề thi đại học nó cũng thối ươn thôi, nó cũng y chang nhau luôn. Đấy, mọi người xem clip em là đôi khi mọi người cũng đề, mọi người cũng có thể là update some new words đề thi là test, đúng không? In test. Ôi, quá đỉnh. Gì vậy? Vô duyên. Tưởng gương mẹ là dễ hả? Không, nói chủ ngữ, quên, chủ tế mà nói chủ ngữ. Chủ tế nó chửi vậy thôi chứ nó vẫn đi cứu kìa. Nó vẫn body block luôn, đỉnh xỉu đó mọi người. Người ta nói là khẩu xà tâm Phật. Mà đôi khi tôi có đọc một số nguồn người ta nói là đã tâm Phật thì đừng có khẩu xà. Trời ơi. Tùy thôi mọi người. Hay quá. Hồi nãy không hay lắm. Cái gì dai đẹp Phú Quốc à? Ủa bạn này người Việt Nam à? Rồi nãy giờ cứ tưởng người nước ngoài. Ê bạn xem được cái clip này, bạn để bạn đừng, bạn nghe cho vui thôi nha, chứ không có nói gì. Rồi để tớ hiêu cho. Thôi, để tớ hiêu cho đấy mọi người, nghe một câu nói rất là tình cảm, nó giặt rào. Trời ơi, để tớ hiêu cho. Nghe mà muốn trứng vịt trứng gà rớt ra khỏi cái rổ vậy đó. Vỡ rộp đột đột đột. Là sao nữa đây? Dụ gì nữa vậy trời? Trời ơi. Nhường có Madame phun chiêu cho tôi cai là sao vậy? Hộ giá. Cái con đầm bự đó rớt xuống này ké. Tha cho em lần này đi em. Ủa đứa gồng. Úi dồi. Nhanh lên, sửa máy nhanh lên, không chịu nổi nữa rồi. Úi dồi, hay quá. Trên tàu. Sửa nhanh lên. Không chống cự nổi nữa rồi. Mình phải đi trước khi nó hồi gương ấy. Nó hồi gương là mệt lắm. Má ơi. Nó xoay gương à. Ui. Cái bóng ở đây làm sao nữa. Nhìn cái gương dơ. Ui giời ơi. Xóa con đào vàng dùm. Trời ơi là trời. Game đang rất là dễ luôn á má. Má ra support gì mà gớm vậy trời. Rồi giờ sao? Rồi thêm bà chủ tế ăn gương nữa. Măm 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 măm. Xóa clip. Clip này em sẽ xóa nha mọi người. Trời ơi, nó ghê quá. Madame này phụ kiện S luôn nè. Dẹp cái nam châm dùm. Rồi ôi là rồi. Úi rồi cái nam châm kìa. Bà chủ tế gục nữa. Hay quá. Trời ơi cái tim gì mà nó giống như là cái chợ bà chiểu vậy trời. Oh. Rồi. Máy kích hoạt à. Rồi ok. Đợi xíu. Tới liền.
Rồi má nội đi cứu đi má. Hay quá. Trời ơi, cái phí cái vòng chưa. Ô, nó gương qua bên kia bắt mấy bạn kia. Mệt quá mọi người ơi. Mình delete con đào vàng nó khỏi danh sách kẻ sống sót được không? Kiểu gì nó cũng sẽ tele qua đây nha. Nên là mình chắc chắn là mình sẽ phải đi núp 100% luôn. Biết ngay mà khác từ giờ. Em là em kiểu phán đoán như là tiên tri. Chủ tế cứu kìa. Rồi bây giờ một bạn tách ra đi. Bạn giai đẹp phú quốc sang đây với mình. Bạn nào đẹp sang đây. Giai đẹp phú quốc là nghe trai miền biển rồi đúng không? Rám nắng vặn vỡ cao to. Mấp rụp. Ủa bạn phú quốc đâu rồi? Ủa đâu rồi? Ủa? Nhanh vậy? Đúng là trai phú quốc. Vô thôi bạn ơi, gậy anh đào vàng đi. Thôi nói cho vui thôi nha, vô đây, emote nữa. Cái khu. Cái nam châm. Cái nam châm nó ghê dã man. Thôi nói chơi vui vẻ thôi nha mọi người. Bye mọi người nha. Và chúc mọi người một buổi sáng thứ 6 vui vẻ. Và tối nay mình sẽ stream nha mọi người. Bye bye mọi người.